chào hỏi, chào mừng. Bài học tiếng Việt. Chào, chào hỏi tôi, bạn, chào bạn. Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Bạn thế nào? Bạn khỏe không? Cảm ơn rất nhiều. Tôi bình thường. Tôi khỏe. Tôi mệt. Tôi vui vẻ. Tạm biệt. Chào. Rất vui được gặp bạn. Hẹn gặp lại bạn. Hẹn gặp lại bạn sớm.